Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bàn Tay Việt của mình các bạn nhé. Các bạn hôm nay thì mình lại chia sẻ cho các bạn một cái mẫu decor ứng dụng trang trí tiết kiệm. Mình sẽ cái đỉnh các bạn nhé, cái đỉnh bằng nguyên liệu là cà rốt. Thì các bạn thấy video này có hay thì like ủng hộ cho mình các bạn nhé. Như các bạn nào muốn đăng ký kênh thì các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình Bàn Tay Việt. Thôi thì chúc các bạn sẽ thành công với cái mẫu này các bạn nhé. Let's go. Yeah.
Thank you.